Thưa tất cả các quý vị có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay, thay mặt đoàn cấp cao của chính phủ Việt Nam, xin gửi lời chào trân trọng và xin mời các bạn lời chúc mừng nhất tất cả các quý vị. Quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ thì ông MacArthur chúng ta khái quát thêm một số cái thông tin. Tôi cũng nói thêm một vài ý thôi. Cái thứ nhất là sau năm 1995, chúng ta bình thường hóa quan hệ với hai nước. Vậy là sau 7 năm thì cái quan hệ càng ngày càng tốt hơn, mang lại cái hiệu quả cho cả hai nước. Trong đó có cái hòa bình, hợp tác, phát triển khu vực và trên thế giới. Cái thứ hai là chúng ta thấy là sau năm 1995 đến năm 2000 chúng ta ký được cái hiệp định thương mại tự do giữa hai nước, mặc dù lúc bây giờ rất khó khăn nhưng mà chúng ta đã ký được cái hiệp định thương mại tự do. Rồi đến năm 2007 thì chúng ta ký tiếp được cái hiệp định đầu tư, công nghệ đầu tư. Đến năm 2013 thì chúng ta thiết lập quan hệ đối tác toàn diện. Năm 2015, trong cái chuyến đi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm Mỹ, và chính quyền lúc bây giờ là ông Obama và ông Joe Biden bây giờ là phó tổng thống, thì đã ký được cái tầm nhìn chung về quan hệ của hai nước là chúng ta tôn trọng cái thể chế chính trị, tôn trọng độc lập chủ quyền và lãnh thổ của nhau. Và từ đó đến nay thì Hoa Kỳ luôn luôn mong muốn Việt Nam là một nước mạnh, thịnh vượng và độc lập. Đấy là những cái nền tảng chính trị hết sức là quan trọng giữa hai nước chúng ta. Và trong chuyến thăm lần này thì chúng tôi cũng đã có cái cuộc gặp với tất cả các quan chức cao nhất của Hoa Kỳ, nói về cái quan hệ song phương của chúng ta, thúc đẩy quan hệ song phương của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Trong chuyến đi lần này thì giữa ASEAN và Hoa Kỳ đã thống nhất được nâng cấp quan hệ là đối tác các chiến lược toàn diện giữa Hoa Kỳ và các nước ASEAN, trong đó có Việt Nam. Và cái quan hệ được chứng minh bởi cái hiệu quả như thế này: một là cái thương mại đầu tư là cái trụ cột thương mại đầu tư, rồi tài chính, rồi khoa học giáo dục, du lịch vân vân, là những cái trụ cột. Cái đó tóm lại là cái hợp tác kinh tế, rồi tài chính đầu tư, thương mại là những cái trụ cột chính trong cái quan hệ của chúng ta. Ra thì các quan hệ khác chúng ta cũng có thúc đẩy rất là toàn diện. Và do vậy cho nên là cái năm 2021 là năm rất là khó khăn. Chúng ta cũng biết chúng ta cùng nhau để chống dịch đại dịch Covid-19. Thế nhưng mà cái thương mại hai chiều nó vẫn tăng 24 tỷ, nâng cái thương mại tổng cái thương mại hai chiều của hai nước chúng ta lên khoảng 112 tỷ. Và trong tổng số 362 tỷ thương mại hai chiều giữa ASEAN và Hoa Kỳ thì Việt Nam chúng ta đã chiếm 112 tỷ. Thì báo cáo với các quý vị như vậy. Và cái thứ hai là trong suốt những năm vừa qua thì bình quân cái tăng trưởng thương mại hai chiều của hai nước chúng ta khoảng từ 17 đến 19%. Năm nay thì tôi tin là chắc là phải hơn. Và Hoa Kỳ trở thành là cái nước thứ hai trong cái quan hệ thương mại với Việt Nam, và Việt Nam thì trở thành cái đối tác thương mại thứ 9 trong quan hệ với thương mại của Hoa Kỳ. Và trong cái quan hệ hai chiều đó thì giúp Việt Nam trở thành một trong 20 nước có cái thương mại lớn nhất thế giới. Thì tôi nói về thương mại thì cũng có thể điểm qua mấy cái điều mà quan trọng như vậy. Chúng ta thấy cái quan hệ kinh tế giữa hai nước càng ngày càng phát triển, đi
đi về chiều sâu thực chất và có hiệu quả hơn. Và tôi tin tưởng rằng là sau cái chuyến thăm lần này thì cái thương mại hai chiều, cái đầu tư, cái du lịch và cái nhất là phát triển cái thị trường vốn. Hôm qua tôi dự cái phiên giao dịch ở Europe là phát triển cái thị trường vốn càng ngày càng lành mạnh, an toàn và phát triển bền vững. Rất mong các chúng ta hoàn thành tiếp tục đầu tư vào các cái lĩnh vực đều quan trọng cả, nhưng mà cũng tập trung thêm vào cái lĩnh vực liên quan đến phát triển thị trường vốn một cách nó an toàn, lành mạnh, minh bạch, công khai và bền vững. Tôi rất muốn kêu gọi vào cái thị trường phát triển thị trường vốn. Thì cái quan hệ thì tôi cũng xin chia sẻ như vậy và rất mong là các đối tác Hoa Kỳ tiếp tục nghiên cứu thị trường, tiếp tục cái đà này chúng ta tiếp tục phát triển tốt hơn trên tất cả các lĩnh vực. Chúng tôi thì tập trung vào nhiều cái lĩnh vực liên quan đến có tính chất toàn cầu như hiện nay, ví dụ những vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu là cái mà chúng tôi cũng đang làm rất là cần, rồi chuyển đổi năng lượng sạch để bảo vệ cái trái đất của chúng ta an toàn, xanh sạch đẹp và cao hơn trong cái như vậy. Cái thứ hai là chuyển đổi số, cũng là một cái lĩnh vực mà chúng tôi đang cần thúc đẩy và cần có cái sự hợp tác của các doanh nghiệp Hoa Kỳ. Thứ ba thì là liên quan đến cái chuyển đổi năng lượng thì cũng là một cái yêu cầu phát triển chung và để góp phần thực hiện cái cam kết COP 26 và đưa cái hạ thải dòng bằng không vào năm 2010. Ngoài ra thì các cái lĩnh vực liên quan đến chống thiên tai rồi các cái vấn đề liên quan đến các cái phát triển về khoa học công nghệ. Vừa nãy tôi có cái cuộc tiếp xúc để mà thúc đẩy cái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Đấy là cái mà tôi rất mong là các bạn nghiên cứu thêm. Ngoài ra tất nhiên là du lịch rồi, nó là thương mại, du lịch rồi. Đấy là những cái lĩnh vực mà tôi cần phải có cái đào tạo đầu tư, tăng thêm cái nguồn vốn, tăng thêm cái nguồn lực. Vấn đề thứ hai với Việt Nam thì sau 35 năm đổi mới, thì các bạn đã biết thì chúng tôi đạt được những cái thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Tổng bí thư tôi phát biểu là chưa bao giờ Việt Nam có được cái cơ đồ tiềm lực uy tín và vị thế như ngày nay. Và cái nhận định đánh giá này được toàn quốc lần thứ ba thông qua. Và có thể nói là sau 35 năm đổi mới, chúng tôi từ một nước có nền kinh tế có 44,2 tỷ đô la thôi, cho đến bây giờ là khoảng 364 tỷ đô la, như vậy là tăng rất cao. Và từ cái lúc thu nhập bình quân đầu người chỉ 100 đô la chúng tôi thì đến hết năm 2021 là 3.700 đô la đầu người. Và đây là một cái thành quả hết sức là tốt đẹp đối với lại chúng tôi trong 35 năm. Và đổi mới thì chúng tôi tập trung vào ba cái trụ cột chính thôi. Một là xóa cái quan liêu vòng đó. Hai là hội nhập. Và ba là đa chủ. Ba cái trụ cột này đã góp phần thúc đẩy cái phát triển của chúng tôi trong 35 năm vừa qua. Kinh tế hiện nay thì đang tiếp tục thực hiện cái mục tiêu đến năm 2030 là nước phát triển hiện đại, có công nghiệp theo hướng hiện đại, có công nghiệp phát triển theo hướng hiện đại và có cái thu nhập vượt qua cái trung bình thấp. Và đến năm 2045 thì là nước phát triển có thu nhập cao. Đây là cái mục tiêu hết sức là quan trọng của tôi và đang thực hiện những cái vấn đề hết sức là cơ bản như chúng tôi chia sẻ với nhiều diễn đàn đấy. Một là chúng tôi đang thực hiện là ba cái trụ cột rất là quan trọng mà dân chủ sẽ thực hiện, phát huy, lắng nghe, rồi
lắng nghe các ý kiến khác nhau đóng góp để xây dựng đất nước, rồi tôn trọng và tham khảo, rồi để mà huy động được cái sức mạnh tối đa của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Và cái thứ hai là xây dựng cái nhà nước pháp quyền dân chủ nghĩa, do dân vì dân và của dân. Chúng ta xây dựng khi chúng ta phát triển thì chúng ta mọi thứ phải theo luật lệ, nên là phải xây dựng cái nhà nước pháp quyền để mà xây dựng cái hệ thống luật pháp hoàn thiện, từng bước hoàn thiện và để thực hiện quản lý nhà nước, xây dựng đất nước pháp quyền. Và mọi người dân phải thực hiện theo cái luật pháp. Để thứ ba là xây dựng cái nền kinh tế thị trường bình đẳng thực hiện trên tinh thần tức là nền kinh tế thị trường phải tôn trọng cái quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, nhưng mà không hy sinh và không bằng tiến bộ xã hội, bảo vệ môi trường để mà chạy theo cái tăng trưởng tư nhân. Ba cái trụ cột này rất quan trọng, và xuyên suốt ba cái trụ cột này chính là yếu tố con người. Và con người là cái tài nguyên lớn nhất của đất nước. Chúng tôi là lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là động lực, là mục tiêu cho sự phát triển. Và phát huy tối đa cái trí tuệ, cái năng lực và cái phẩm chất của người Việt Nam. Và đặc biệt là cái thế mạnh của người Việt Nam chúng tôi phát triển. Thế là có con người, tôi luôn luôn là như vậy, lấy cái con người Việt Nam, lấy cái trí tuệ, cái năng lực, cái phẩm chất của người Việt Nam để chúng tôi phát triển. Như vậy thì những cái định hướng lớn thế để các bạn thấy, và từ đấy thì từ một cái nước mà chúng tôi có thể nói là sau chiến tranh chưa đổi mới thì làm không đủ ăn, khu không đủ chi, xuất cũng đủ nhân, thì có thể là nó nói như thế. Để các bạn thấy chia sẻ cho cái lúc khó khăn của chúng tôi. Nhưng đến hôm nay thì chúng tôi ví dụ như năm 2021 là cái khó khăn, nhưng mà nền kinh tế của chúng tôi là ổn định, kinh tế vĩ mô, về lãi suất, về thị trường tiền tệ, rồi về chính sách, về kiểm soát lạm phát, rồi tỷ giá, vân vân, là những cái chính sách vĩ mô, rồi kết hợp hài hòa hợp lý giữa cái chính sách tiền tệ với lại cái chính sách tài khoá để chúng tôi điều tiết cái nền kinh tế, giữ được cái kinh tế vĩ mô ổn định. Và năm cái cân đối lớn là thu chi, xuất nhập khẩu, và cái thứ ba là cái thứ nhất là cái thứ ba là thu chi là chúng tôi cân đối được. Là thu thì có thể vượt được dự toán là chi. Và cái thứ hai là xuất thì đủ nhập và có dư. Và cái thứ ba là làm thủng lắm, ngoài cái sản xuất từ sản phẩm của mình ra thì còn xuất khẩu gạo cũng năm ngoái là trên 6 triệu tấn, năm nay tháng đầu năm thì trên 2 triệu tấn. Cái thứ tư là năng lượng đảm bảo cân đối, hay là nói tóm lại là cân đối về điện. Thì còn đang có những khó khăn nhưng mà tôi đảm bảo là cân đối được. Và cái thứ năm là cân đối với thị trường lao động. Thị trường lao động có bị đứt gãy trong một cái thời gian vì dịch Covid, nhưng mà chúng tôi đã cân đối được. Và nhờ có kiểm soát được dịch Covid rồi chuyển những trạng thái từ zero Covid sang cái thích ứng an toàn linh hoạt và kiểm soát có hiệu quả Covid, thì chúng tôi đã chuyển thái được cái trạng thái phát triển tương đối là tốt như bây giờ. Dù như là cái quý 1 năm 2022 tăng trưởng dương trên 5%, các cái kết nối lớn thì vào nền kinh tế vĩ mô. Còn một vấn đề rất quan trọng đối với các nhà đầu tư đó là cái giữ vững được cái độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị và đảm bảo cái trật tự an toàn xã hội. Nên là tôi nghĩ là cái nhà đầu tư nào cũng cần như thế. Đến một đất nước mà nó có cái đảm bảo về cái độc lập chủ quyền và lãnh thổ có ổn định chính trị, trật tự an toàn không, an toàn xã hội không được đảm bảo thì cũng ai cũng không mà đầu tư. Rồi cái chính sách đối ngoại của chúng tôi thì cũng ngày càng được mở theo một cái hướng
nguyên tắc chung là thực hiện cái chính sách đối ngoại độc lập tự chủ đa dạng hóa đa phương hóa, là bạn bè tốt, là đối tác tin cậy của các nước trên thế giới vì hòa bình, hợp tác và phát triển, và là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế. Từ đó thì chúng tôi tiếp tục xây dựng cái nền kinh tế độc lập tự chủ, nhưng mà chủ động tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất và có hiệu quả. Có thể là nói khái quát về cái tình hình Việt Nam như vậy để các nhà đầu tư hình dung ra được, có thêm thông tin các bạn lựa chọn. Thế còn các cái lĩnh vực hôm nay chúng ta thực hiện cái xúc tiến đầu tư, rồi là tất cả cái liên quan thương mại, rồi liên quan đến du lịch, các kế hoạch, các lĩnh vực khác, tôi cũng kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực có tính chất toàn cầu như tôi nêu ở trên, đặc biệt là vấn đề liên quan đến góp phần xây dựng thể chế, và vấn đề rất là quan trọng để hoàn thiện cái thể chế, ổn định thể chế, các nhà đầu tư yên tâm. Cái thứ hai là liên quan đến cái nguồn vốn, thì cũng mong các nhà đầu tư tiếp tục cung vốn cho hợp tác công tư để có hình thức đầu tư trực tiếp, từ gián tiếp. Và cái thứ ba là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Hiện nay sáng nay tôi cũng có trao đổi rất nhiều với đối tác liên quan đến đào tạo nguồn nhân lực, trong đó là sĩ quan Mark Knapper cũng nói rất mong là sẽ hợp tác giáo dục đào tạo khoa học công nghệ của hai nước chúng ta càng ngày càng phát triển lên. Cái thứ tư là cái hạ tầng, tôi rất là cần các cái hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược, cho mong các nhà đầu tư quan tâm. Và một vấn đề nữa cũng phải thiếu được, đó là cái quản trị hiện đại, thì cũng mong là các bạn mang cái tinh thần quản trị hiện đại, những cái gì mà hiện đại nhất ở thế giới, những cái gì mà hiệu quả nhất ở nước Mỹ về quản trị doanh nghiệp, quản trị quốc gia, mà nó phù hợp với cái tình hình của chúng tôi, thì chúng tôi sẽ học hỏi và tiếp thu một cách nghiêm túc để chúng ta tiếp tục hoàn thiện cái khoa học về quản lý. Còn cái du lịch thì đúng là chúng ta sau hơn 2 năm phòng chống đại dịch Covid-19 với sự chung tay toàn cầu, cho nên là chúng ta đã kiểm soát được tình hình, và chúng tôi cũng thế, nhờ sự giúp đỡ của các nước, trong đó có bạn bè quốc tế nói chung, trong đó có Hoa Kỳ giúp đỡ chúng tôi vaccine, rồi trang thiết bị y tế, rồi một số cái yêu cầu cần thiết khác liên quan đến phòng chống dịch, chúng tôi đã mở cửa du lịch từ ngày 15 tháng 3. Từ hôm mở cửa đến nay thì tình hình kiểm soát nó rất tốt, đặc biệt là vừa qua sau cái nghỉ Tết Nguyên Đán, sau cái nghỉ 30/4 năm ngoái chúng tôi là sau cái kỳ nghỉ 30/4 là chúng tôi gặp ngay cái đỉnh dịch, nhưng mà nay hôm nay sau 30/4 thì tình hình dịch kiểm soát nó tốt hơn, cái số cái ca nhiễm càng ngày càng giảm, và số tử vong thì trong tôi nhận được báo cáo thống kê nhất tuần vừa qua thì trung bình hơn 1 ca một ngày. Đấy cũng là em về nêu ra để thấy cái kiểm soát của chúng ta là kết quả rất là tốt, và từ đấy thì phát triển cái du lịch rất là tốt. Tôi mong rằng là các cái đối tác hai bên tiếp tục cân đối lại cái du lịch. Chúng ta đã đạt được cái khoảng 750.000 lượt du lịch vào năm 2019. Và thị trường Việt Nam thì du lịch Hoa Kỳ cũng là một cái thị trường mà đông người hay là được phía Hoa Kỳ quan tâm, và tăng trưởng du lịch trong những năm vừa qua khoảng 11%. Thì hy vọng là sau cái lần này nó sẽ tốt hơn, sau cái chuyến đi lần này của chúng tôi thì mọi thứ nó sẽ tốt hơn theo cái mục tiêu của chúng ta, là làm sao phù hợp với lại lợi ích của mỗi nước, rồi phù hợp với cái hòa bình hợp tác và phát triển khu vực cũng như là trên thế giới, lợi ích của hai quốc gia, của hai dân tộc, nhân dân hai nước chúng ta thúc đẩy. Thì trên tinh thần như vậy, tôi cũng kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục hợp tác, tiếp tục đầu tư trên tinh thần là lợi ích thì hài hòa, nhưng mà rủi ro thì chia sẻ. Thì tinh thần như vậy, và với một cái tinh thần chân thành, tin cậy và có trách nhiệm với nhau. Xin cảm ơn tất cả các quý vị.
đã thành công và ở chỗ này. Thưa quý vị, hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư du lịch giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là cơ hội tốt để quảng bá sản phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác của các doanh nghiệp. Cũng chính tại hội nghị ngày hôm nay, đối tác cũng như các doanh nghiệp của hai nước sẽ thực hiện nghi thức trao biên bản ghi nhớ hợp tác trước sự tham gia chứng kiến của đại diện quan chức hai nước. Ladies and gentlemen, the conference today presents a wonderful opportunity for companies to promote products and seek opportunities for strategic partnership. Therefore, the business and partners from the two countries will hand over a number of